Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người khi nghe chuyện hãy ủng hộ Bảo bằng cách bấm vào nút like, rồi mọi người bình luận ở bên dưới để giúp cho kênh mau chóng có tương tác và nhanh chóng phát triển. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện tối đêm nay, Bảo xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma xa xưa rất là hay, kể về cuộc đời của một ông thầy bùa, thầy Pháp. Chúng ta quay trở lại câu chuyện của nhà ông Cầu Tư. Ông Hai Ất á, là kể như là ông không có chịu được cái vợ, và mỗi lần đòi đi cưới vợ là y như rằng ông bệnh. Và một lần khiến cho cả gia đình phải đi qua bên đó năn nỉ, gần như là muốn lại lục người ta vậy đó, để bỏ qua cái chuyện mà hứa rồi không qua. Sau đó một thời gian, cũng vài năm, mọi thứ nó bình thường. Ông mới dạy cho ông Hai Ất á những cái việc chăm sóc đồng ruộng, ruộng vườn này nọ. Đặc biệt thì ông vẽ rất là đẹp. Ông Hai Ất ông vẽ rất là đẹp. Và ông điêu khắc á, càng nhỏ ông điêu khắc càng khéo léo. Thì nghĩ là đó là những cái tài của con mình thôi, cũng rất là mừng. Nhưng mà sau thời gian vậy hoài mình không chịu có vợ, cái ông Cầu Tư mới quyết định là làm một cái bàn lễ. Bây giờ là không mời thầy, không mời sư gì cả, tại vì trước đó đã mời rồi mà không có kết quả gì. Cái mới làm cái bàn lễ ra, cả gia đình mới ngồi lại. Thì cái bàn lễ này cúng ai? Cúng cho ông ba và bà Út. Trước đó ông ba bà Út á, đã từng là dắt tay nhau về và nói những cái điều khó hiểu đó. Thì nghĩ rằng ông ba với bà Út rất là linh, cho nên là ông Cầu Tư mới kêu ông hai đầu đó, cả gia đình xúm lại là bắt đầu là khấn vái. Mới gian giái là: con ơi, anh của con á là con một bây giờ trong gia đình, là nói giỏi tông đường, mà bây giờ đó nó không chịu cưới vợ như vậy nè. Tụi con có thương anh, thương cha, thương mẹ, thương gia đình. Tụi con làm cái gì đó để báo cho cha mẹ biết, phải làm sao để cho anh con đi có vợ với người ta. Tuổi là cũng là 23, 24 rồi. Thì sau khi khấn vái như vậy là khoảng 3 ngày liên tục nha, chứ không phải khấn có liền đâu. Đến cái ngày thứ tư á, là ông Cầu Tư và bà Cầu Tư, thì hai vợ chồng đều nằm cùng một cái giấc mơ. Hai vợ chồng tuy là hai cái giấc mơ khác nhau nha, nhưng mà nhìn thấy y chang vậy đó. Giống như là thấy trong một cái buổi đó, đang đi ngoài đường vậy đó. Thì hai đứa con nó mới dắt tay đi lại, nó mới dòm, nó nói là không được. Nó chỉ nói hai chữ đó thôi: không được. Nói xong là ông bà giật mình thức dậy hết. Và hai vợ chồng mới kể cho nhau nghe là đồng thời là người nằm kế bên, mỗi người nằm một cái giấc mơ mà đều nằm giấc mơ y chang như nhau, và thức dậy cũng giống cái giờ như nhau luôn. Cái kể cho nhau nghe, nghe nói con mình nó nói không được vậy là rồi, thì thất vọng tràn trề vậy đó. Thì ông bà đâu có cam tâm được các bạn, cũng ráng cúng kiến nữa. Cúng kiến như vậy đâu cũng còn một tuần nữa. Thì đến cái ngày thứ 8, lần này thì chỉ một mình ông Cầu Tư nằm mơ thôi. Ông nằm mơ, ông mới thấy là ông đang ngồi trong nhà, thì hai người con ông đi về và đứng ngoài sân á, mới ngoắt ông. Ngoắt ông thì ông thấy vậy ông đi theo. Thì hai người con ông cũng không có nói gì nghe, giống như là dẫn đường cho ông đi vậy đó. Ông mới đi theo vậy mà ông đi hoài sao không tới con ông. Thì một hồi sau cái tới một cái chỗ là giống như dòm ra phía trước quá trời đông người rồi. Thì hai đứa con ông mới chỉ ra cái chỗ đó đó. Ông Cầu Tư với bà Cầu Tư, xin lỗi các bạn, là một mình ông Cầu Tư á, ông mới thấy con mình chỉ ra ngoài đó, mới đưa mắt ông dòm theo.
Ông dòm thì ông thấy giống như là xa xa người ta đông dữ lắm nha, mà không biết lý do gì là chỗ này lại đông như vậy. Ông mới quay lại ông dòm hai đứa con thì hai đứa con mất tiêu rồi. Thấy như vậy cái ông không biết sao, ông đứng ngớ ngẩn một mình. Ông mới đi lại cái chỗ đông người đó coi con mình nó có đằng đó hay không. Đi lại tới đằng đó thì không gặp hai đứa con, mà ông thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng luôn. Là ông thấy vậy, có người cục tay, cục chân, rồi cục đầu, rồi cục nửa mình, rồi nó gơi bao nhiêu cái hình thù quái dị rất là nhiều nha. Rồi bóng đen, bóng trắng gì người ta nói, bò qua, đi lại, đi trên cây, đi trên đọt của cỏ này nọ ha. Mà ai cũng than gian khóc lóc đồ tùm lum tà la hết trơn á. Đó, cái ông dòm thấy cái đó ông sợ quá đi. Ông mới giật mình, ông thức dậy. Ông không biết giấc mơ này mình thấy vậy là con mình nó dắt mình ra đó là sao. Mà cái cảnh vật ở chỗ đó đó, hoàn toàn ông không có quen. Giống như trong xóm, trong chòm hay những nơi ông Cồ Tư đã từng đi qua, thì cái chỗ đó đó nó lạ mắt với ông lắm. Ông chưa từng biết cái chỗ đó là chỗ nào. Ông mới kể cho bà Cồ Tư nghe. Hai vợ chồng mới bàn với nhau, Coi có tìm ra cách nào hay không. Thì thường thường á, nằm mơ thấy cái này cái kia thì phải đi giải mộng. Hồi đó có như vậy, giải mộng thì phải tìm thầy pháp. Cái mới đi một cái ông thầy đi một cái ông thầy này cũng không phải là những ông thầy trước, thì mới tới ông kêu ông giải cái giấc mơ tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó. Ông thầy này ông mới giải rằng là vậy nè, ông nói vậy á là gia đình mà khi mà đi ra ngoài mà ban đêm ban hôm nằm mơ đó, mà con ông nó dắt đi thấy ma như vậy á nha, mà đông như thế đó, thì có nghĩa là con của ông á nó linh là một, hai nữa đó là nó đang ở trong cái vùng của ma. Bây giờ ông về á, ông cúng kiến làm sao để ông mời thỉnh nó về trở lại cái nhà thì mới được. Cái ông bà Cầu Tư mới nói ủa vậy là sao thầy, thì ông mới nói vậy. Ông nói hồi đó do là con của ông bà còn nhỏ rồi nó mắc, ông bà mới gửi vô chùa vô chiền này nọ, nhưng mà có lẽ vì một cái nguyên do nào đó thì nó ham vui, con nít mà nó ham vui, có lẽ là nó trốn ra khỏi chùa rồi nó mới tới chỗ những cái địa điểm như thế này nè. Tuy là nó linh nhưng mà nó đã quen ở đây với những người đó rồi, những cái vong linh đó rồi, thì nó giờ nó muốn ra, nó dứt ra cũng không có được nữa. Thì có lẽ là cái giấc mơ mà ông thấy nó không được là nó không phải nó nói cái chuyện mà của con trai thứ hai của ông, mà nó đang cầu xin ông đó để cho ông là giúp đỡ cho nó ra khỏi chỗ đó, thì sau đó mới nó giúp đỡ ngược lại cho con trai thứ hai của ông được. Thấy ông này ông giải thích có lý quá, ông Cầu Tư mới nghe, dắt thầy bùa đi về cúng. Ông đi về ông cúng, ông cúng liên tục như vậy là trong vòng 3 ngày trời. Thì tới cái ngày mà ông nói là 3 ngày nay cúng chẳng qua là cúng cho vong linh, cúng cho chư vị này nọ để mà thực hiện cái việc kéo hai vong linh của con ông về nhà. Quan trọng nhất là tối đêm nay mới là cái đêm quan trọng nhất. Thì ông bày ra ông cúng các bạn. Ông cúng để ông gọi hồn hội vía gì về đó. Thì lúc mà ông thầy ông bày ra đó nha, mấy cái đồ ông cúng để ngoài đó xong đi vô đây ông lấy đồ để ông kêu người ra cúng á, thì ở ngoài nó rộn rãng hết trơn. Nghe cái tiếng rộn rãng vậy cái mọi người mới giật mình, cả ông thầy cũng vậy mới chạy ra. Thì cái bàn lễ của ông nó banh chành cho các bạn, không biết một cái con bò của trong xóm không biết ai nuôi đó mà nó chạy ra nó cũng banh cái đó chứ. Giờ nó chạy chỗ khác, nó chạy mất tiêu. Nó làm vậy đó. Thì ông thầy này á, ông mới giật mình. Ông nói vậy là cái đám vong nó không chịu rồi. Mà ông nghe kể giấc mơ của ông Cồ Tư như thế đó, ông đâu có dám làm cái lễ nào nữa đâu. Ông tưởng đâu là mấy cái vong linh nó quá nhiều rồi, nó dời, nó giật, nó bắt con bò là giống như nó khiến cho con bò phải đung bởi cái bàn lễ. Ông nói thư dữ rồi, đông quá rồi, tôi làm không lợi. Bây giờ ông phải tìm cách nào ông làm đi chứ tôi thua rồi. Thì ông bỏ của ông chạy lấy ngư. Cái lúc này á, thì ông bà Cầu Tư á,
mới chạy lên nhờ cái ông thầy thầy bùa mà lúc trước kêu lần thứ hai á, ông thầy giỏi á, mà ông giờ ông coi là ông nói sao thằng này, thằng hai ất này nó không bị gì hết trơn á. Đó là cái ông thầy giỏi tập 1, các bạn nghe lại bạn biết ha. Còn cái ông thầy mà giải mộng lần đầu tiên á, là ông đó làm như là bỏ qua rồi, ông đó không bằng ông thầy thứ hai này nữa. Mà cái mơ đi xa lên trên đó mới kể cho cái ông thầy đó ông nghe vậy, thì ông coi rồi ông hỏi giấc mơ làm sao làm sao làm sao. Cuối cùng á ông mới phán, ông nói làm gì có cái chuyện vậy, vong linh mà khi nó ở trong chùa rồi đó thì thường thường á có mấy vị người ta coi rồi ở đó nó tu này nọ thì nó không có đi theo, nó sẽ không thích những cái vong linh dắt chưởng đâu. Ông sao mà ông thầy đó ông giải mộng mà ông giải vậy, cái thấy vậy mới năn nỉ ông mời ông đi về coi con sao. Ông đi về thì ông cũng có cái ngày sinh ngày tử của ông ba với bà Út đó, thì ông mới làm, ông làm nó không có được, gọi cũng đâu có được đâu, đâu có thấy hồn vía nó đâu đâu mà gọi đó. Thì lại lần thứ hai ông thầy này về cũng không giúp gì được hết trơn, nhưng mà ông khẳng định một điều là gia đình của ông bà cầu năm tin tưởng cái ông thầy trước là không đúng, không có cái chuyện đó. Con ông nó về một cách thoải mái, nó nói chuyện với ông, nó đâu có phải là nó bị chèn ép hay là cái này cái kia đâu mà nó về. Còn cái việc mà ông thầy bùa ông đưa ra cái bàn lễ đó mà ông bị con bò nó cụng đó, cũng không chắc là những cái vong linh đó. Tại vì tôi đi xung quanh làng xóm chỗ này tôi đâu có thấy vong linh gì nhiều đâu mà có đàn có lũ như vậy. Tôi sợ là nhầm khi là con của ông bà đó là thằng thằng ba với con Út á, chính hai đứa nó là khiến cho con bò cũng cái bàn lễ của ông thầy đó. Mà nếu như thật sự tôi đoán đúng á là có nghĩa nó không chịu, mà nó không chịu rồi thì làm sao mà ông kêu thầy bà về kêu hồn nó về được. Có nghĩa là cái giấc giải mộng của ông thầy kia hoàn toàn sai, mà bây giờ tôi không thấy nó đâu sao tôi kêu nó về, mà kêu về nó không chịu về sao về. Thì thôi bây giờ dắt tôi vô trong chùa đi, tôi coi nó còn trong đó không. Đó thì gia đình mới dắt vô trong chùa, thì vô trong chùa cũng không còn vong hồn của ông ba với bà Út ở trong đó luôn. Mà theo như mấy cái nhà sư nói á, thường thì mấy đứa nhỏ như vậy đó nó nghe tụng niệm bao nhiêu năm nó không có tội tình gì thì nó sẽ đi đầu thai, mà nếu nó không có đầu thai nó về nó báo mộng này nó xin người ta, xin người ta ở đây là theo như cách ông thầy ông giải thích á là giống như là nó không có tội đi thì nó được đi đầu thai, mà cái thời gian đầu thai của nó chưa có tới, lâu lâu nó ở đó rồi nó ở cái thế giới thứ hai á thì nó xin về, sinh về nhà rồi nó gặp cha gặp mẹ rồi nó cho thấy vậy thôi, chứ không phải là bị những vong linh nào rồi bắt rồi dắt dụ đi rồi phải kêu hồn gọi vía về, không có chuyện đó. Đó thì sau đó ông thầy ông cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu, mặc dù là ông rất là giỏi nha, các bạn nên biết là ông thầy này ông giỏi lắm. Rồi ông đi, ông nói sao mà gia đình ông hết thằng hai rồi tới hai đứa con, thằng ba với con Út là nó chết rồi mà nó cũng có chuyện, rồi thằng hai nó cũng có chuyện, mà tôi về tôi coi là tôi thấy không có trường hợp gì hết trơn á, không có cái diễn biến gì nó khác thường hết trơn, mà chắc là ông bà lo cho nó quá thôi, để từ từ đi. Đó thì ông bà cầu tư cũng suy nghĩ vậy, mình giống như mình quá lo cho con rồi, rồi sinh ra chuyện này chuyện kia, cái thôi để im đi rồi từ từ coi nó làm sao. Thì khi mà ông thầy đó đi ha là khoảng chừng nửa năm sau thì một chuyện động trời nó xảy ra. Cái chuyện này xảy ra trên ông Hai Ất. Thì cái hôm đó như vậy các bạn, do là gia đình á, là mỗi khi là làm vườn á, cây trái rất là nhiều, mỗi lần mà kêu lái là bán là mấy ngày mới xong. Thì lúc đó đó có một cái người ở cách nhà của ông bà Cồ Tư, giống như ở làng trên thì nhà ông Cồ Tư là ở xóm dưới kiểu vậy, thì nó cách nhau khoảng chừng 3 cái số à. Thì có cái vợ đình, có cái gia đình của vợ chồng cái ông này. Ông này thì bảo sẽ gọi là ông bà Ba Khá đi. Đó thì ông bà Ba Khá này là hai vợ chồng mới cưới nhau độ khoảng chừng tháng mấy 2 tháng à, mà bà ba rất là đẹp nha,
gia đình của ông ba thì đương nhiên cũng rất là giàu, con cái không bằng gia đình của ông bà cậu Tư thôi. Thì cũng là một trong những cái nghề lái buôn, là mua có ghe lợi đó, là mua trái cây, do là cũng gần nhau á, cho nên là ưu tiên cho cái gia đình đó đó tới hái trước, lựa trước này nọ. Thì thường thường những người tới lựa trước thì nó sẽ ngon hơn những người đi sau. Thì ông ba với bà ba đó thì cũng dắt người theo, cũng đem ghe tới dắt người theo mấy cái người mà theo phụ hợ công việc đó, cũng là 5-6 người, 6-7 người vậy. Cái bà ba thì lúc nào bà đi cũng có người đi theo bà, là kiểu như cái người đó là theo hầu hạ bà đó các bạn. Đó bà còn trẻ lắm. Thì do là ở lại hái là cũng phải là mấy ngày trời, cho nên là cái ghe mới cặp vô gần ở chỗ cái nhà của ông cậu Tư á. Cái lúc đó thì ông hai ắc ông đã theo ông cậu Tư làm rẫy rồi, làm ruộng rồi, cho nên là lúc mà bán đồ như vậy là đi theo suốt hà. Thì cái bữa đó nó cái việc mà mua này nọ đó là ông ba ông đứng ra ông cán đáng hết trơn à, bà ba là chỉ đi theo coi rồi phụ hợ này nọ chút đỉnh thôi. Cái tự dưng cái lúc đó ông hay ắt các bạn, ông mới dòm về phía của bà ba. Thì bà ba bà đẹp, dòm về phía bà ba nghe, cái ông dòm theo hoài đi. Thì ông ban đầu dòm thì người ta cũng không có nói đi, mà dòm một hồi á thì cái cô người hầu á cổ mới nói với lại bà ba. Bà nói: cô ơi cô, sao mà con của ông cả Tư, giống như cái người hầu này không có dám kêu ông Tư, kêu ông quản cả nào không à, là ông chủ Tư đi, con của ông chủ Tư, sao mà dòm cô hoài à cô. Đó thì cái bà ba bà mới quay sang bà dòm, bà mới để ý. Mà người ta nói đến dòm vợ người ta mà bà dòm, thí dụ cà liếc thôi là đã là muốn chết rồi, bị người ta phát hiện là muốn chết rồi. Còn đằng này bà ba bà quay lại bà dòm thì ông hai ắc ông vẫn dòm lơm lơm vậy đó, ông dòm ông không dời mắt đi nha. Bà ba mới thấy kỳ, ủa sao cậu này là nghe danh tiếng của cậu này là có ăn có học rồi, có người rất là đức độ nữa, mà sao bây giờ dòm gì mình dòm mà một cách nó không có cái lịch sự, không phải là cái người có học mà dòm người ta như vậy. Thì bà ba mới đứng bà tránh bà né đi, mà thí dụ như bà tránh qua bên đây thì bà ổng cứ đi chỗ khác cho nó trống để ông dòm theo, còn bà tránh qua bên trái thì ổng cũng quay qua cái hướng khác để cho trống ông dòm theo. Tao nói mà ai mà dòm kỳ đang dị hợm vậy. Thì cái cô mà người hầu á, cổ đi theo cô chủ của mình mà, thì cổ mới đi lại, cổ nói vậy nè, cổ nói: ủa cậu hai ắc ơi, sao mà cậu dòm cô của tôi, cậu dòm dữ vậy. Thì lúc đó không biết làm sao, ông hai ắc ông im ru không trả lời, ông bỏ ông đi vô trong nhà. Đó thì ông cầu Tư á, ông thấy đi vô trong nhà chứ ông chưa biết cái vụ gì rồi, ông mới hỏi: ủa ắc ơi, con đi đâu vậy? Con vô nhà tí ơi. À, con mệt hả? Vậy thôi đi vô đi. Đó thì ông mới kêu cái người mà đi theo ông hai ắc á, như ông Năm á, là kêu ông Năm đi theo, mày đi theo cậu bay coi, nó mệt trong người đó, coi theo giữ nó. Cái ông hai ắc ông đi vô. Ông đi vô vậy thì bà ba đây bà cũng thấy kỳ rồi. Đó giờ là ông bà cầu Tư rất là nhân đức, bên chồng mình nói rõ ràng như vậy. Rồi con của ông bà cầu Tư á, là cái ông hai ắc này á, ông cũng trẻ tuổi rồi, có ăn có học, nhân đức đàng hoàng, mà sao tự nhiên bữa nay ông giờ mình dữ vậy. Thì do lúc đó là ông ba ông lo ông màng không à, ông lo căng đông điếm rồi đòi đi, ông chỉ huy những cái người làm đem đồ xuống phân ra, thí dụ như cái khoang ghe nào là loại 1, khoang ghe nào là loại 2 các kiểu, cũng không có để ý nữa. Cái trời mới tối đi, làm không tới chiều tối này nọ rồi á, thì đi thì tổng cộng một mình ông này đâu phải một cái ghe đâu, một mình ông ba là tới 3 cái ghe lận. Thì hai vợ chồng ông ở một ghe, thường thường sẽ đậu cái ghe ở giữa, và hai cái ghe hai bên là hai cái ghe của cũng của ổng luôn, nhưng mà cho những cái người giờ gia nhân á, là người đứng trưởng cái đoàn này, người đứng trưởng cái đoàn kia, để cái ghe ông ở giữa. Cái làm cả ngày trời, người ta mệt nhọc quá rồi,
ta mới đi nghỉ ngơi này nọ các bạn. Thì bà ba, bà mới là thấy chồng mình mệt, bà mới chăm sóc chồng, để cho chồng mình ngủ trước rồi bà mới ngủ sau. Thì cái người cô gái người hầu á nha, thì có ở ngoài, có ngồi ở ngoài ghe vậy nè, thì đợi cho chủ cả ngủ rồi thì mình mới được ngủ. Cái cũng mới ngồi sao mà cũng cảm nhận như là ở phía trên bờ, phía xa có người mà là như giống như có người nào đó đứng nhìn xuống dưới ghe. Mà hồi đó tới bây giờ những cái trường hợp này là những chỗ xa, sợ người ta cướp giật hay hoặc người ta trộm cắp rồi đó. Còn cái chỗ này thì nào giờ đâu có. Con mới dán, con để ý kỹ, con dòm dòm thì nó giống cái bóng người dòm xuống á. Mà trời giờ đêm rồi, cổ cũng hơi sợ. Cái lúc này cổ mới run run đi, cổ mới định kêu mấy cái anh mà gia nhân của những cái ghe mà cặp bên nè. Cái cổ kêu sợ lớn tiếng á, thì ảnh hưởng đến chủ người ta ngủ. Là ông ba mà ba đang ngủ đâu đó. Cổ không dám kêu lớn, cổ mới kêu nhỏ nhỏ. Mà mấy ông kia thì cũng làm mệt quá đi, cho nên là đêm đó mấy ông nằm ông ngủ say, kêu nhỏ mấy ông đâu có nghe. Còn bà ba thì bà do chăm sóc cho ông ba, cho nên là lúc đó đó bà không có ngủ, và bà nghe được cái tiếng của người hầu là kêu. Thấy vậy bà thấy chồng ngủ rồi, bà mới đi ra, bà mới đi ra khỏi ghe, bà nói ủa cái gì mà em kêu mấy anh kia dữ vậy, bộ có chuyện gì hả? Thì cái cô người hầu này mới nói với lại bà ba, nói là cô ơi cô, sao mà con thấy giống như ở trên nó có ai nhìn dòm xuống dưới đây, mà không biết phải không, con giờ không có rõ do là hơi xa. Bà ba bà mới nói ủa bộ có vậy nữa hả, đâu con chỉ đâu, em chỉ cho chị coi. Cái cô người hầu này mới chỉ đó ở trên bờ mà chỗ gốc mấy cái cây đó, cô dòm coi xéo ở phía tay phải đó cô. Bà ba mới dòm lên thì bà thấy cũng giống vậy, nhưng mà giống như là kiểu mà đứng yên á, không có nhúc nhích á. Cái bà mới sợ đi, bà mới nói trời có khi nào ma không, chứ giờ này ai mà đứng ở đó dòm đó. Thì bà mới kêu bà mới kêu mấy cái ghe hai bên nè, kêu người ta đông, kêu dậy, nghe cái tiếng chủ kêu mấy ông này dậy. Ủa cái gì vậy cô ba. Mấy anh lên trên đó coi nó, cái chỗ đó làm như có người đứng phải không. Thì mấy ông này mới dòm lên, do là mấy ổng cũng là những người khỏe mạnh rồi, con mắt ban đêm ban hôm giết nó cũng quen, giờ sẽ rõ hơn là cô ba với lại cái cô người hầu. Họ dòm lên thì họ thấy giống như một cái người đang đứng dòm xuống vậy đó nghe. Thì mấy ông này mới xách cây xách bọng chạy lên trên đó. Còn bà ba với cái cô người hầu thì đứng ở dưới ghe, do là sợ đứng ở dưới ghe. Mấy người này chạy lên, ai đó thì lúc đó mới phát hiện ra đó là ông Hai Ất. Ông Hai Ất á các bạn, không biết làm sao mà ông đứng trong dòm. Cái ủa cậu Hai, cậu làm gì mà cậu giờ này cậu đứng cậu dòm xuống ghe. Cái ông Hai Ất á bình thường thì ông hòa nhã lắm nha, ông nói chuyện sởi lởi hòa đồng với mọi người lắm. Hồi nãy mà nếu như ông không có lên tiếng người ta không biết ông á, không chừng người ta cầm cây ta đánh á. Nhưng mà do là cũng đem lên rồi còn đèn theo này nọ nó cái đuốc rồi đó, thì rọi ra mới thấy ổng. Mới nói là ủa cậu Hai, sao mà cậu đứng đây cậu dòm xuống. Cái ổng mới dòm xung quanh mọi người vậy đó nha. Cái ổng nói một câu mà ai cũng sửng sốt chứ. Ổng nói mấy người tránh ra coi, tôi mà không dòm á là có chuyện đó. Ủa có chuyện gì cậu Hai? Mà cậu Hai ơi, cậu dòm cái ghe nào? Tôi dòm cái ghe ở giữa đó. Trả lời vậy luôn các bạn. Ta nói lúc đó thì nghe ồn ào quá, cho nên là ông ba ông cũng dậy. Ông dậy ông đi ra ông hỏi cái vụ gì. Thì cái cô người hầu mới nhanh miệng kể cho ông nghe. Và bây giờ là đang biết ai trên đó đó. Là nghe nói cậu hai gì mà không biết ai. Cái ông ba ông mới đi lên. Ông kêu vợ ông với cô người hầu ở dưới đi để mà ông đi lên. Ông đi lên thì ông nhận ra ông Hai Ất liền. Cái ông nói ủa anh Hai, có chuyện gì mà anh Hai đứng đây dòm xuống ghe nghe mấy người hầu nói vậy. Vậy chứ bộ cái lúc mà buôn bán nó có cái gì nó cập rực hay sao mà ban đêm ban hôm anh xuống đây anh nói. Có gì anh nói thẳng đi anh Hai ơi. Cái ông Hai á, bình thường ông kêu ông xưng, thí dụ như ông ba thì ông sẽ kêu là chú ba. Ông kêu ra vẻ cái người có ăn có học thức lắm. Mà tự nhiên lúc đó ông mới chỉ mặt ông nói mày á, mày giữ cho kỹ nghe mày. Ủa mà giữ cái gì cho kỹ? Ghe mà tụi tôi đậu ở đây rồi mỗi lần về cũng
hái trái cây này nọ thì cũng đậu ở đây chứ có gì đâu, đây có chợ ăn cắp gì đâu anh hai. Tao nói mày á, mày giữ cho kỹ nghe, bắt gì dán chịu đó. Ủa mà bắt cái gì? Cái tự nhiên cái ông dòm sâu vô ông ba nghe. Ông ba hỏi bắt cái gì, ông dòm sâu vô ông ba, ông nói vợ mày. Ông nói vậy đó các bạn. Không có gì bắt vợ tôi. Anh hai nói chuyện gì sao bữa nay anh xưng mày tao rồi nói chuyện gì kỳ vậy? Đó thì những người gia nhân nhà của ông bà cầu tư cũng nghe động, lúc này mới là mà đi mới mới ra tới đây nè. Hỏi ủa vụ gì vậy? Cái ông ba lúc đó ông cũng bực mà ông nghe nó vợ của ông mà tự nhiên cái giữ cho kỹ bắt vợ là sao? Đó. Thì mấy người này mới nói ủa cậu hai, sao mà có chuyện gì mà cậu hai ra đây vậy cậu hai? Đó. Thì ông không nói, ông nói thôi đi về. Thì mới kéo ông về. Còn ông ba ở đây ông tức lắm rồi. Ông mới xuống ông hỏi thì mới hiểu được cái chuyện là hồi trưa đó, cái lúc mà vô trong vườn hái trái cây này nọ đó, thì cái cô người hầu mới kể cho ông nghe là ông hay ất á, ông dòm bà ba dữ lắm. Thì đàn ông mà ai không có tính ghen. Tự nhiên cái ông mới nhớ lại là thằng này đó giờ nó không chịu có vợ. Đó. Mà sao bây giờ á nó gặp con vợ mình nó dòm hoài như vậy? Không lẽ nó có cái sở thích là không muốn cưới những cô gái trẻ mà muốn có cái dị tâm với những cái người mà có chồng rồi? Có khi nào vậy không? Đó, thì ông mới dặn vợ ông vậy. Ông mới nói là thôi bây giờ á em đừng có lên trên giường nữa. Em á với lại cái cô người hầu này ở dưới đây đi. Đó, ông kêu vợ với lại cái cô người hầu ở dưới là không có cho lên. Để sáng ra ông đi lên rồi ông hái trái cây bữa nay và ngày mai nó xong rồi. Thì lúc đó đó đi lên hái này nọ nha, do là cũng cả nể gia đình ông cầu tư cho nên là ông ba ông đi lên ông cũng không có nói gì đến cái việc hồi tối, nhưng mà ông dè chân ông không cho vợ ông lên để cho cái ông hai ắt này không có cái cơ hội để mà dòm. Thì sáng bữa đó đó là ông hai ắt ông đã nói với ông cầu tư rồi, ông nói tía bữa nay tía ra tía bán trái cây này nọ đi nghe, con mệt con không có ra. Ừ thì con mệt con nằm nghỉ đi, thằng Năm ở đây giữ cậu mày nha. Dạ con biết rồi ông. Thì ông cầu tư ông vừa đi ra các bạn là ở đây ông hai ắt ông nói liền, ông nói với cái ông Năm á, ông nói bây giờ tôi đi có chút xíu chuyện, chú ở nhà đi, chú đừng đi theo tôi. Ông Năm ông mới sợ bị rầy, ông nói cậu đi đâu cậu cho con theo. Chứ bây giờ mà cậu đi cậu không cho con theo, lát ông chủ vô hỏi cậu biết đường nó cậu trả lời. Tôi đi lợi thằng bạn tôi. Tôi với nó bàn chút chuyện. Cậu đi theo không có được. Thì ông hai ắt ông mới nói giờ cái nhà đó vậy đó. Thì cái trong đó giờ ông đi học mà cho nên là bạn học của ông có. Vậy là cậu đi ra đó ha. Vậy có gì ông bà chủ hỏi là con sẽ trả lời như vậy. Chú trả lời vậy thôi mà tuyệt đối không đi theo tôi nghe chưa. Cái ông Năm ông nghe vậy ông ở nhà ông chờ. Thì ông hai ắt ông đi ra. Ông đi ra mà ông đâu có đi đâu đâu các bạn. Ông đi ra cái ghe của ông ba. Mà ba đang ở dưới với lại cái cô người hầu này nè. Nhưng mà ông đi ra ngoài thì ông không có thấy. Ông không có thấy bà ba đâu nghe. Cái ông mới nói ủa sao giờ này đi đâu rồi. Thì ông mới lòn đâu ông đi đó. Ông đi thì ông không thấy đi. Một hồi sau cái ông thấy là bà ba với lại cô người hầu là đang đi chợ á. Do giấc sáng là đi lại chợ để mua đồ về đang nấu nướng này nọ nè. Cho chồng với cho những cái người mà làm công ăn đó. Thì ông thấy đi về đi, cái ông đi theo. Ông mò ăn sao ông đi theo. Ban đầu thì do chợ búa rồi nó cũng đông, cho nên là bà ba với cái cô người hầu đó không phát hiện. Mà con đường quê hồi đó nó sẽ có chỗ vắng, chỗ đông người thì qua khỏi chợ rồi nó những cái chỗ rất là vắng các bạn. Cái ông mới rình mò làm sao á thì bà ba với lại cô cái người hầu này mới phát hiện. Mới quay lại ban đầu chưa biết ai, nhưng mà quay lại một hồi thì phát hiện ra ổng. Thấy ổng mới đứng ổng dòm theo hoài à. Ta nói sợ ổng là chỗ sao ổng là đàn ông mà cái khúc cái chỗ này vắng nữa.
cái cô người hầu mới khều bà ba nói, đi lẹ đi cô ơi, cứ đi lẹ đi, lỡ mai mà cái người đó mà có chạy lợi hay có sổ sàng cái gì đó thì con sẽ cản. Rồi cô chạy đi, cô kêu người nha. Thì bà ba cũng sợ, bà nói, thôi đi lẹ em ơi. Đi xiết xiết mà hai cô cháu, hai chị em á, hai chị em mà giống như cái cô chủ với lại cái người chủ, cái người là ở đó, hai người ta nói sợ dữ lắm, đi gấp rút vậy đó, mà đi nhanh thì ổng cũng sao, ổng đi theo nhanh vậy đó các bạn. Cái cô người hầu với bà ba mới nhớ lại là ổng nói trời ơi, bắt nghe cái lời mà tối hôm ổng nói với lại ông ba đó là bắt bắt vợ mày á, thì cỡ như là ổng quá sợ rồi. Cái cô người hầu mới thúc đẩy cho bà ba đi nhanh, đi may mắn cũng dời được tới ghe. Dời được tới ghe thì dòm lên, ổng đứng trên á, đứng trên ổng dòm, nó không được rồi, bây giờ chỉ có con với cô ở dưới ghe thôi, con sẽ cầm cái cây con thủ, mà không sao, cái giường cũng gần đó, có gì mình la lên. Cái cô người hầu cổ mới đi ra cho cái mũi ghe, cổ nói cậu hát, cậu đi chỗ khác không, cậu không đi chỗ khác á là tôi la lên đó nghe. Thì nói vậy mà ổng chơi chơi, nhưng mà tới khi mà định la đó thì ông hai ắc á, ổng cũng không có nói gì hết, mà ổng quay mặt ổng bỏ đi về, ổng bỏ ổng đi về nghe. Ông cầu tư cũng đâu hay vụ đó, mà ông ba chồng của bà ba cũng đâu có biết cái vụ đó đâu. Cái làm như vậy cho đến cái giờ cơm, thì bà ba bà sợ là khi mà nói ra rồi đó thì chồng mình sẽ có gây hấn với cái gia đình của ông bà cầu tư, cho nên là không có dám nói. Tại vì nghĩ là bây giờ chút chiều nay chồng mình cũng về, rồi mình nói thỏa thẻ sao, chứ bây giờ nói giờ ông làm rồi, lỡ mai ông xảy ra cái chuyện xung đột làm sao. Với lại mình hái trái cây một ngày nữa thôi là xong rồi đó. Thì tối đêm đó là người ta nói hai vợ chồng của người ta, ông ba với bà ba đó, là đang ở trong ghe đó, cái cô người hầu cũng ở ngoài. Bà ba chưa kịp kể cho ông ba nghe nữa là nghe cái tiếng bà, cái cô người hầu rồi, cậu la lên, cậu nói trời ơi cậu nữa hả, cậu hai cậu làm gì, cậu tới cậu rình cái ghe của người ta hoài vậy. Thì lúc này á, ông ba tuy là ông chưa nghe bà ba kể, mà ông nghe tới cậu hai ấc là bắt đầu cái máu ghen ông nổi lên rồi, ông mới nhào ra. Ông ở trong ông nhào ra, rồi mấy cái người mà đi theo làm công cho ông á cũng là thấy vậy, cái cũng nhào ra này nọ, tự coi có vụ gì. Thì da ông cũng đứng tỉnh bơ các bạn, mà giống như ông ba lại đi trước mặt ông mới nói là anh làm cái gì mà anh nhìn mò vợ của tôi, mà anh nhìn mò vợ nó thẳng vậy luôn mà. Thì ông ba ông cũng giống như ông đi ông hai ắc á, giống như ông không để ý ông ba các bạn, ông dòm vô trong cái ghe, ông dòm vô ghe hoài. Bà ba thì bà sợ có chuyện cho nên bà đi ra, bà đứng bà coi, thì ông đứng giờ bà ba. Nè, tôi nể bác Tư nha, anh mà dòm vợ tôi nữa tôi đánh vô mặt anh á. Thì nghe sùm lên, mà mấy cái người làm công ở đây á, người ta cũng cố ý là làm cho nó nhốn nháo lên để cho gia đình của ông bà cầu tư hay đi ra, chứ người ta cũng không có dám mà nhào tới. Ví dụ như ông cậu chủ mình á, là ông ba gia lệnh đánh ông hai ắc đi thì họ cũng không dám đánh nữa, trừ khi ông hai ắc mà đánh ông ba trước thì họ mới dám ra tay thôi, chứ còn mà kêu ra tay đánh vậy cũng không dám nữa. Chứ là đó giờ mà cái tiếng tâm của ông cầu tư với lại ông hai là cái tiếng tốt, mà sao giờ cái vụ gì kỳ vậy. Cái mấy cái người trong nhà của ông cầu tư á cũng nghe rồi chạy ra, thì cũng đưa ông về, ông cũng đi về đó, ông cũng đi về nghe. Nhưng mà về tới rồi á, gia nhân mới hỏi ổng là sao mà cậu đi ra ngoài đó như vậy. Chuyện đó của tôi, mấy người đừng có hỏi. Thì khuya đêm đó đó, người ta mới nói với lại ông Năm á, là coi này mày coi cái phòng của cậu hai mày coi cho kỹ đi. Chứ sao mà cậu hai nghe nói là đêm hôm cũng có ra ngoài đó rồi đó nghe, cũng dòm vợ của cậu ba đó, mà sao mà đêm nay cũng vậy. Ý là người ta chưa biết cái vụ hồi sáng đó. Cái khuya đó các bạn, khuya đó là ông Năm ông coi kỹ lắm nghe, mà không biết làm sao ông ba ông đi ra mà ông Năm không hay. Xin lỗi các bạn, là ông hai ắc ông đi ra mà ông Năm không hay. Ông đi ra ông đi lại cái ghe người ta nữa, ông đi lại cái ghe, mà lúc này ông đứng gần cái mũi ghe luôn nghe, ông đứng ông dòm vô trong. Thì cái cô người hầu mới nghe động ở ngoài, kiểu như là cái mình là người hầu mà có cái động tĩnh gì là phải ra coi liền. Ra coi gặp người đứng dòm lom lom vô, cái cô quân hầu này cũng mới giật mình,
Cô chưa kịp nói gì chân là ông hai ắt ông hỏi rồi. Ông nói: cô ba mày đâu? Cô ba mày đâu? Đó, thì cái cô người hầu này cậu mới la làng lên để cho chủ cả mà thức dậy. Sao tự nhiên nửa đêm hôm đi là tới gần cái mũi ghe luôn. Thì lần này ông ba ông chịu hết nổi rồi. Ông mới xăm ra. Ông xăm ra ông nói: tao đánh mày nè. Mày dòm vợ tao mày làm cái gì mà tới mày lợi tới cái chỗ này. Thì ông mới nhào vô ông đánh. Có con cái thì ông ba cái tướng ông nhỏ hơn ông hai. Ông nhào vô ông hai ông mới hắt. Ông hai là cũng con nhà có điều kiện đó. Ngoài cái việc học văn ra thì cũng có, trước đó cũng mời thầy về dạy võ này nọ, nó cho ông có nghề. Ông mới hắt ông ba làm đâu có lợi. Mà ông hắt ra rồi mà cái mặt ông dòm lâm 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 vô trong á. Còn đối với ông ba, ông nói ông bắt vợ. Bắt vợ mà bây giờ ông lợi ngay tới cái mũi ghe luôn. Ông này ông nổi điên lên rồi. Giống như là muốn liều mạng tới nơi rồi. Thì mấy cái người mà làm công cho ông ba đó, người ta mới nhào ra này nọ, người ta cản, người ta sợ có án mạng. Thì cũng chủ người ta phải bảo vệ chứ. Thì ông đâu có tấn công đâu. Ông hai ắt cũng đâu có tấn công ông ba đâu. Nhưng mà ông cứ đứng đó ông dòm vô, ông nói: mày, vợ mày nè, kêu vợ mày ra đây coi. Còn cái nhỏ người hầu, kêu cô ba mày ra đây coi. Bộ muốn chết hay sao mà ở chổng? Thì lúc đó cái biểu hiện của ổng, người ta cũng tưởng đâu ổng bắt vợ người ta không á. Cái lúc đó là sùm hết trơn rồi. Lúc này thì gia nhân của nhà ông hai ắt á là phải kêu ông cầu tư ra thôi, chứ đâu có giấu được nữa. Mới kêu ra thì lúc đó mới nói trời lên, là bởi cái vụ là ông hai ắt á, ổng đi theo vậy. Rồi cái ngày trước rồi ổng nói ổng đi qua nhà bạn ổng chứ cũng đâu có bển đâu. Hỏi bạn ổng này nọ cũng đâu có, ổng nói là đâu có qua. Thì ổng cũng ra ổng canh đó, cái cô người hầu cởi hết luôn mà. Đi chợ về bị ổng đi theo nọ, hai cô cháu sợ đi đường về cái đường đó. Rồi đi nhanh đi gấp. Rồi bây giờ bao nhiêu chuyện cởi hết cho ông cầu tư nghe. Ổng nói trời ơi, hai cô làm cái chuyện gì vậy hai? Ông hai ổng không giải thích các bạn. Không biết lúc đó làm sao mà cũng giống như ổng là trở thành một người khác vậy đó. Ổng mới chỉ vô á. Ông nói nhờ vậy nè là mới không sao nè. Còn im á là con vợ mày á nha, chết. Cái nó làm gì vợ tao chết, mắc mớ vợ tao chết. Thì ổng mới đưa tay ổng chỉ á. Ông nói tao không dòm vợ mày, tao dòm cái đứa này nè. Mà ông đưa tay ông chỉ cái chỗ trống kế bên bà ba, cũng không phải là cô người hầu luôn. Đó, người nào đâu? Mày điên hả? Có người nào ở đó đâu? Thì ông mới đưa tay ông chỉ: nó nè, tao đi theo là tụi theo cái đứa này nè, tao bắt vợ mày chết. Ông chỉ mà ông giọng dạc ông nói vậy đó. Thì các bạn nên biết rằng á nghe, hồi đó là cái thời điểm đó ông hai ất á, trong lòng người ta là ông không phải một ông thầy bùa, ông thầy gì chứ. Thì lúc này á, khi mà nghe bà ba, cái người hầu của bà ba, rồi những người làm công của ông ba, thậm chí là của gia đình ông bà cầu tư, cái người làm công của ông bà cầu tư cũng cởi dây chang vậy đó. Thì bao nhiêu chuyện cộng lại là thấy là ông hai này ông sai nè. Vợ người ta mà ông theo ông dình, ông dòm đó. Rồi ban đêm ban ngày, thậm chí ông lợi tới chỗ này mà ông nói với chồng người ta là ông đòi bắt vợ mày đó. Thì bây giờ người ta chỉ nghĩ là ông này ông đang cố ý, giống như là ông muốn làm cái chuyện xấu với lại bà ba. Mà do là bị phát hiện, ổng muốn làm hùm làm hổ cho ông ba sợ nọ, là ổng cưỡng ép bắt vợ người ta. Bị phát hiện rồi, theo kiểu quê á, rồi ổng mắc cỡ, rồi ổng sợ ảnh hưởng danh tiếng, rồi ổng mới làm bộ ổng chỉ cái người đó, chứ làm gì có ai đó. Một trăm mấy mấy chục người ở đó, người ta giờ 100% người ta nói là đâu có ai đâu. Mà ổng nói vậy nè: giữ qua cái bữa đêm nay là con vợ mày sống. Còn như mày không biết á, mày ngu lắm, mày không biết lắm, là con vợ mày chết. Thì ông ba ông cử liền, ông nói mày đừng có nói vậy. Bây giờ cái việc làm xấu xa của mày là được mọi người biết rồi, thì mày tìm cớ để mày bỏ qua cái chuyện đó hả?
là gỡ như ở đó người ta không tin. Ngay cả ông cổ tư cũng nói là trời ơi trời, bây giờ thằng con mình nó làm cái chuyện gì vậy. Ông mới tức quá, ông kêu mấy cái người gia nhân á, là đưa đưa cậu hai bây giờ coi. Ông mới đứng ra ông xin lỗi ông ba. Thì ông ba biết ông cổ tư nào giờ là ông phân minh lắm, ông thương con nên con vẫn phân minh lắm, ông biết đúng biết sai lắm, rất là cả nể ông cổ tư. Thì ông ba nói thôi vậy con là con dặn thằng hai thôi chứ con không có dặn bác tư, nhưng mà vậy thì con không thể nào con ở lại con mua trái cây này nọ được nữa đâu bác tư ơi. Bao nhiêu đây thì khi mà con về á con sẽ tính tiền với bác tư, còn bây giờ thì con lui ghe liền luôn chứ con không ở đây được. Cái ông cậu tư mới nói thôi để cái ông mới năn nỉ, nhưng mà ông ba như ông ghen quá rồi, ông hết chịu rồi, ông bắt một hai ông đi. Cái ông cổ tư ông mới gài vô là ông nói thôi bây giờ nếu mà con đi như là con dặn bác rồi, không lẽ bác xử lý thằng hai không được. Bây giờ con nghe lời bác, con cứ ở đây, ngày mai con vô hái trái cây. Nếu như thằng hai á nó có bậy bạ gì với vợ con nữa thì chính bác đây á sẽ quỳ trước mặt con mà xin lỗi vợ chồng con luôn. Ông cổ tư nói đến vậy rồi, cho nên là ông ba cũng, hàng xóm người ta cũng nói tiếp vô, cho nên là ông ba ông rồi. Nếu mà bác Tư nói vậy thì con nghe, con ở lại, con hái trái cây thêm ngày nữa. Thì cái đêm đó là ông ba ông đâu có ngủ đâu. Mấy người gia nhân cũng được lệnh của ông ba là không có được ngủ, nó cứ đó canh. Đó. Ông cổ tư ông mới về nhà. Ông về nhà thì ông hai ông ngồi tỉnh bơ à. Ông ngồi tỉnh bơ trong cái phòng của ông á. Mở cửa vô hầm hầm ông bà cổ tư. À, cha với mẹ dạy mày sao? Mà sao bây giờ mày làm cái chuyện gì mà quái đản vậy ắt? Cái ông mới quay lên ông trả lời, ông nói ủa có gì đâu cha mẹ, con phải làm vậy chứ. Làm vậy cái gì? Vợ người ta mày giờ ngó rồi mày đi theo tao cũng không biết trời đất ơi trời, mày ra tới ngoài chợ mày dòm vợ người ta, rồi cái hôm đó hái trái cây mày cũng dòm vợ người ta lơm lơm, rồi mày nói là bắt vợ người ta là sao? Ủa bắt là đâu phải con bắt đâu, cái con dông nó bắt. Ông nói là con dông nó bắt. Thì lúc này ông cổ tư cũng giận lắm rồi, tại vì hồi xưa tới bây giờ đâu có khi nào con trai mình nó thất thố như vậy, nó đâu có thất lễ như vậy, mà sao bây giờ á nó nói vậy. Thì ông cũng nghĩ là nó bào chữa lý do thôi, chứ nó đó giờ có thấy ma thấy quỷ gì đâu mà mai thầy bùa thầy pháp gì cũng tới nói là cái mạng số nó bình thường, không có số gì để làm thầy làm bà hết trơn á, mà bây giờ á nó bị bể ra cái nó chỉ nói là dông. Dông nào sao không ai thấy chứ một mình mày thấy. Sao con biết? Con không giữ nó chết rồi, nhờ con giữ nó mới sống đó. Thì chửi ông thì chửi, ông cũng nói y chang vậy đó các bạn. Rồi ông còn hỏi như vậy nữa nè. Ông nói vậy chứ giờ ở ngoài có ai coi vợ thằng đó không? Coi cái gì? Vợ người ta biết bảo vệ. Còn mày liên quan cái gì mà mày quan tâm tới vợ người ta dữ vậy? Ừ, coi rồi thôi cha ra đây cho con ngủ. Thì ông nói chuyện là như vậy đó, chứ ông không có phải mà lễ độ hồi lễ phép như hồi lần. Ta nói ông cổ tư ông muốn lên máu luôn các bạn, ông thở muốn không nổi luôn. Bà cổ tư mới kêu người đi ra ngoài, nó thôi cũng con của mình, đã từ từ để tôi nói chuyện, sáng tôi nói chuyện với nó, giờ cũng khuya rồi, sùm lên là người ta cười. Ông cổ tư ông dán ông nén ông đi về. Thì khuya đêm đó các bạn không biết làm sao đó, lúc đó là cũng dậy trời rồi, là cũng đâu đó 1 giờ mấy gần 2 giờ sáng rồi. Mà ta nói ông cổ tư ông nói là thằng Năm mày phải coi kỹ cậu mày, không cho nó ra. Ông Năm đâu có thức đâu, ông đâu có ngủ đâu, ông thức ông canh vậy đó. Mà tới chừng ông hai ấc ông đi ra, ông Năm này cũng không biết luôn, không biết cái sự trợ lực gì thì không biết nha. Mà lúc đi ra là không biết, ông ra ông không có đứng gần nữa, mà ông đứng xa xa. Ông đứng xa xa ổng dòm vậy đó. Cái tới sáng ổng mới gà gái rồi thì ổng mới đi về. Ông lúc mà ổng đi về thì ổng Năm mới hay nha, ủa cậu hai cậu đi hồi nào mà con không biết vậy cậu hai? Thì lúc tía tôi về phòng ngủ thì một hồi sau tôi đi đó, tôi đi ra thẳng vậy chứ sao mà chú không thấy. Ủa mà cậu hai con đi đâu nữa vậy cậu hai? Đi đâu thì đi ra dòm cho chắc, dòm cái ghe không dòm kỹ á nghe, không may coi đó nghe, rồi lỡ cái dông đó nó bắt chết cái cô đó là sao. Nhờ dòm vậy đó mà nó thấy dòm thấy nó không làm đó,
mà qua bữa nay là yên rồi, mà sau này là khó bắt lắm. Trời ơi, hồi nào tới bây giờ cậu hai của mình có khi nào mà nói chuyện vậy đâu. Rồi bây giờ ông nói không hiểu thôi, ông nói cái gì. Đó, cái tới sáng, tới sáng ra thì ông ba ông cũng lên. Ông lên, ông vô, ông hái trái cây này nọ, ông buôn bán như mọi khi các bạn. Nhưng mà ông dắt theo vợ luôn nha. Mà ông dắt vợ ông xuống sâu cái khúc đó đó. Còn ở đây ông hai trở lại như một cái người khác. Như một cái người mà mấy bữa trước á, nó tỏ ra một cái người dình mò người ta như vậy, thì bữa nay không, không có. Bữa nay ông ra ông nói tía tía, con ra con phụ tía nghe. Thì ông cậu Tư nói mày ra làm cái gì, mày ra mày gặp thằng ba để có chuyện hả? Thì ông nói vậy nè, ông nói dạ tại sao lại có chuyện tía. Thì người ta tới mua, mình phụ mình bán, con phụ tía mà, có chuyện gì đâu. Thôi thôi mày ở trong nhà đi, có gì để tao bán buôn xong rồi tao vô tao nói chuyện với mày. Thì ông nói dạ con nghe lời tía. Cái ông mới hỏi, ông hỏi với ông Năm á, ông nói ủa Năm, sao mà tía có thái độ khó chịu với tôi dữ vậy? Ủa cậu hai, bộ cô làm gì cậu không nhớ chừng hả cậu hai? Ủa tôi có làm gì đâu. Các bạn thấy nó ngớ ngẩn không? Mới vừa xảy ra chuyện động trời như vậy đó, mà bây giờ ông nói ủa tôi đâu có làm gì đâu. Ủa trời đất ơi cậu hai, để tôi nhắc cho cậu nhớ nè cậu hai. Thì chú ông Năm ông mới ngồi ông nhắc, ông nhắc liên nguyên một tua một hồi vậy đó. Cái ông hai em trả lời tỉnh bơ à, ông nói ừ thì tôi chỉ là tôi muốn giúp người thôi mà, tại sao lại ghét tôi giận tôi. Tức là ông nhớ, nhưng mà ông nói là ông giúp người, khiến cho ông Năm cũng không biết nói sao. Thôi bây giờ để cái chuyện này của ông cầu Tư ông vô ông giải quyết, chứ bây giờ mình là thấp cổ bé họng mình nói sao giờ. Ngay cả ông Năm cũng nói là cái hành động vừa rồi của ông hai là nó kỳ dữ lắm. Cái tới trưa đi, ông mới ra ông phụ. Mà ông ra ông phụ là ông tránh né ông ba luôn nha, ông tránh né ngay cả bà ba luôn, không bao giờ bà ba cái nào nói chứ á. Ủa sao kỳ ra, sao nó ra rồi nó phụ rồi nó không có dòm hết trơn á. Thì ông ba cũng ghét ông hai đâu có còn dòm nữa đâu. Bà ba thì bà cũng kêu là cái cô người hầu để ý dùm thôi chứ bà đâu có dòm. Cái cô người hầu mới nói ủa sao bữa nay không có dòm, không có ngó gì hết trơn cô ơi. Ông lo làm công việc của ông không à, chắc là tối hôm quê quá bây giờ nó làm vậy cho đỡ chứ gì. Đó, cái xong xuôi đâu đó rồi thì ông bà ba cũng lui ghe. Thì ông mới chạy ra, mọi thứ ban ngày ông làm bình thường vậy đó. Tới cái buổi chiều á, lui ghe rồi ông mới chạy ra. Ông đứng dưới đây là ghe nó ra tới ngoài rồi, cũng gần gần giữa sông rồi. Ông mới la lên, ông nói á, à, chú ba giữ cho kỹ nghe, à, mai mốt á, mấy cái tháng như vậy nè, là đừng có cho vợ chú đi ra ngoài. Mà lúc đó thì ông ba bên kia ông đâu còn nghe nó đâu. Họ đi lẹ đi thằng điên thằng khùng này. Đó thì ghe người ta đi. Còn ông hai thì ông tính bơ à, ông đi ngược trở lên cười cười nữa. Nhưng mà đối với bà con trong xóm á, người ta nói ông ba này, ông hai này nè, ông hai ắc này nè, là bây giờ ông có một cái dấu hiệu y chang như cái suy nghĩ của ông ba, là không thích những cái cô gái trẻ, mà thích những cái cô gái mà giống như là có chồng rồi đó. Chứ đâu có minh chứng nào chứng minh là ổng thấy cái dông này nọ đâu. Tự biên tự diễn một mình ổng nói à. Đâu có ai mà làm chứng cho cái việc đó các bạn. Và thậm chí bà ba cũng đâu có bị một cái hiện tượng gì mà có vẻ tâm linh trong đó đâu. Ông ba cũng vậy. Và những người làm công người ta cũng xác nhận như vậy. Ngay cả những người làm công trong nhà của ông bà cụ Tư còn nghĩ là ông hai này ổng có một cái, nhằm khi những cái kia ổng tốt, nhưng mà ổng có cái suy nghĩ về cái hướng này nó lệch lạc. Ai cũng nghĩ ông vậy hết trơn á, ngay cả ông bà cậu Tư cũng nghĩ vậy luôn mà, nói về người ngoài đó. Nhưng mà ông thì ông tỉnh bơ, ông về nhà ông cũng bình thường vậy đó. Ông cậu Tư hỏi ông, cha hỏi ông là tại sao mày dòm vậy, thì ông cũng nói y chang là ông nói là cái dông nó muốn bắt nhỏ này, con phải theo kè kè vậy đó, không thôi là con nhỏ mà người hậu đâu giữ nổi đâu, nó bắt chết queo rồi. Mày làm gì mày biết, sao mày biết là có cái dông, mày thấy thì sao? Thì ông trả lời gì nào, ờ thì con thấy vậy, con thấy vậy thôi, con biết là nó muốn bắt chết đó. Ông chỉ trả lời được vậy ha, chứ ông không có giải thích được rõ ràng là ừ cái dông nó theo làm sao, nó như thế nào, tại sao mà con thấy, hồi nào giờ con đâu có giờ thấy dông đâu. Thì hỏi sao mà con thấy, con có bùa chú gì không, thì ông nói không có biết gì đâu.
trả lời vậy thì sao tin tưởng không được các bạn. Thì ai cũng nghĩ là do ông sợ mắc cỡ, ông bể mặt với mọi người, cho nên là ông tìm ra một cái lý do như vậy thôi. 100 người nghĩ hơn 100 người. Ông bà cầu tư lúc này mới nói thôi bây giờ phải tìm cách nào, bằng mọi giá phải cho nó cứu vợ mới được. Chứ không thôi mà nó rình mò theo vợ của người ta kiểu này á, có ngày nó bị người ta đánh chết. Thì cái lo lắng của bà tư đúng thôi. Mà không biết là tại sao sau này mới biết được là những gì ông hai ắt ông thấy là có thật hay không. Thì sau này mới biết được. Nhưng mà trong cái quá trình này á, thì bao nhiêu chuyện sẽ xảy đến nữa, rất là nhiều các bạn. Những chuyện nó sẽ ra làm sao thì Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe một tập tiếp theo. Còn bây giờ tôi Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.